Để ra sân bay ấy, mình định thức đến sáng luôn, thì sau cùng mình đi ngủ. Chị định đi ra ngoài mua đồ ăn á. Đi ăn bún, đi ăn bún riêu. Đi vào Sài Gòn nhưng mà ăn phở xuống mua Hà Nội. Thím Lâm mẹ ai nói? Áp dây mà. Hay tự thuê du thuyền đi. Không mà một cầm một cái thuê á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời đang rất là gió luôn ấy. Thôi chị bỏ cái ống, bỏ cái ống quần xuống ngay chị Linh. Nhưng mà cái trà sữa này không ngon. Cái trà sữa này của em bị uống chả ngon gì cả, nó đắng quá. Đúng rồi, như kiểu như kiểu cái hôm trước chị thử cái chân váy màu nâu em thấy nó không hợp. Không, đi thôi. Ở cục xe chưa? Trời ơi, nắng kinh khủng. Ui, cái góc này siêu đẹp. Thế nghĩ mình đang đi tìm một quán cà phê để ngồi, tại vì quá là nóng luôn, không chịu được. Chị Linh gọi cái gì đấy? Cà phê á. Cà phê là cái nào? Ở đây à? Có tôi đây. Chợ Bến Thành. Ôi mọi người ơi, cái mây đen có vẻ sắp mưa. Ở đây có Harley.
Hali. Thì mình mua. Ủa? Ủa, mấy ngày kia còn không có vàng luôn vậy? Nhìn trời quá. Chắc chắn mưa rồi nhỉ? Đó, không mưa. Bây giờ mà nó mưa thì khóc hết. Ô mà chị. Sao phải khóc? Thế là chạy vào kia mà. Vạch đầu em này. Em rất thích là vạch đầu nhá. Đầu em. Sao có những người có niềm đam mê nuôi gà chọi người ta? Mày bị làm vấn đề gì đấy chứ, chị bị vấn đề gì? Đâu vấn đề gì? Chị bị vấn đề là đến đi quá sớm. Quá sớm hay mấy gì à? Ấy là người ta trong xe chứ mà người ta được lựa chọn à? Nhân viên. Anh là bên trong ngủ. Em nhớ không ngủ chắc. Ra mà đi. Em rất toàn thế gì? Mày nấu mì ngon cho cùng ngon, mì đó mì ngon cực kỳ ngon mà không ơi. Vô cùng ngon, cực kỳ ngon, mình ngon. Em ơi, sao lại đi nhỉ? Cùng không ơi. Thế. Cùng không. Nó là vô cùng ngon. Cái gì anh ấy, cái gì mà cùng không? Trời, cái biết thực sự ấy. Cho mình xù luôn, tao luôn cũng được. Thế để em chịu khoảng hơi. Được, ok. Khỏi trả tiền không được luôn. Nó nói là đây mình sẽ bò nướng đây. Dinh mỹ. Đường về trong mưa nghe lòng mình thương nhớ. Không có ngọt lắm á, có ngọt lắm không? Không lấy mà chỉ ăn không phải. Ngoài ra có gì? Mai không phải là có gì đấy. Chắc còn vừa còn nhỏ đó, rồi có mốt mình em ăn được. Ơ thật mà, hồi xưa cũng ăn được cái rồi.
Của chị anh là cái gì? Của chị anh là cái gì? Ai già không? Hủ tiếu đâu 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 đâu? Rồi. Sao lấy tao không chung mà? Chị lấy cho anh Huy chung mà. Nó giả vờ chủ đấy em. Anh còn chung. Đi thôi. Nó giả vờ nó đúng em hay thôi. Tạm biệt anh đi. Chìa khóa giờ. Chị Linh đèo đi. Đây là cái gì ấy? Đây là nhum và hàu. Thôi một ca cao đá đi. Đây là cái dáng quỳ nha anh chị nhá, dáng quỳ đúng là rất nhiều. Bây giờ là 4:20 xong rồi ba chị em mình lại dậy sớm để định đi lên cái dốc kia đón bình minh kiểu
mình nói nhiều với uống nước đá. Sao bây giờ thấy giọng mình bị như này? Là hip hop. Vậy thôi. Vậy thôi.